United còn thiếu nhiều mảnh ghép như Maguire. Maguire sẽ được so sánh với Van Dijk, nhưng tôi nghĩ Van Dijk là mảnh ghép cuối cùng của Liverpool, còn Maguire mới là một trong những mảnh ghép đầu của Man United. Việc Man United có hoàn thành trò chơi ghép hình này hay không là một câu hỏi thực sự lớn. Colin, đồng đội năm xưa của Maguire tại Sheffield United, nhận xét, Maguire từng khởi nghiệp tại Sheffield United trước khi đến Hull City và Leicester City. Hè vừa qua, anh chuyển từ Leicester City sang Man United. Đây là vụ chuyển nhượng kỷ lục cho một hậu vệ có giá 97 triệu đô la Mỹ. Man United không còn là một đội bóng mạnh, Maguire phải gánh rất nhiều trách nhiệm ở đó. Khi Man United cải thiện hơn, cậu ấy sẽ chơi hay hơn. Colin đánh giá, một đồng đội cũ khác của Maguire, hậu vệ đang thi đấu cho Hull City, Alex Ruth cũng chia sẻ quan điểm. Tôi nghĩ rằng lời khen lớn nhất mà bạn có thể dành cho Harry là cậu ấy tiến bộ qua từng năm. Cậu ấy xuất sắc trong mọi đội bóng mà cậu ấy góp mặt. Cậu ấy mạnh mẽ đến mức khi cậu ấy tiến về phía bạn với quả bóng, bạn có thể nghĩ rằng tôi không thể giành được bóng. Hơn một tuần qua, Maguire giúp tuyển Anh giành hai chiến thắng ở vòng loại Euro, trung vệ đắt nhất thế giới sẽ trở lại trong màu áo Man United khi tiếp đội cũ Leicester cuối tuần này.